Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử Trần Bảo Sơn, từ thanh niên bụi đời trở thành doanh nhân, tài tử màn bạc. Trần Bảo Sơn là một doanh nhân kiêm diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Giao Lộ Định Mệnh, Quyên, Ngôi Nhà Trong Hẻm, Huyền Thoại Bất Tử. Tài năng, giàu có cho nên Trần Bảo Sơn rất đào hoa. Mới đây, nam diễn viên đang bị cho là đối tượng trong bài đăng bóc phốt đời từ bề bối và chuyên đi săn gái. Chính những điều đó làm khán giả tò mò muốn biết liệu Trần Bảo Sơn là ai, tiểu sử, sự nghiệp và đời tư của anh ra sao. Trần Bảo Sơn sinh năm 1974 là một nam diễn viên, doanh nhân người Việt Nam. Anh được biết đến qua các phim điện ảnh như Huyền Thoại Bất Tử 2009, Đoạt Hồn 2014, Đập Cánh Giữa Không Trung 2014. Anh từng học đại học chuyên ngành thương mại. Trần Bảo Sơn là ai? Trần Bảo Sơn là doanh nhân thành đạt nhưng lại được biết đến nhiều hơn ở vai trò diễn xuất. Ban đầu, anh phát triển công việc kinh doanh nhưng sau khi gặp gỡ với vợ cũ Trương Ngọc Anh thì bất ngờ rẽ hướng sang làm diễn viên điện ảnh. Hiện tại, Trần Bảo Sơn được đánh giá là gương mặt điện ảnh hút doanh thu phòng vé và là một vị đại gia giàu có bậc nhất Việt. Trần Bảo Sơn sinh ra và có phần tuổi thơ tại Việt Nam. Tới năm 13 tuổi, bố mẹ anh ly hôn và Trần Bảo Sơn theo mẹ chuyển tới Mỹ sinh sống. Tại đây, Trần Bảo Sơn trải qua thời gian khó khăn khi một mình vừa đi học, vừa đi làm công việc khuân vác để trang trải cuộc sống. Tới khi tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành thương mại ở Mỹ, Trần Bảo Sơn quyết định trở lại Việt Nam để lập nghiệp. Năm 2001, Trần Bảo Sơn bắt đầu kinh doanh dược phẩm nhưng công việc làm ăn rơi vào bế tắc, thua lỗ dẫn tới trắng tay. Nhưng không từ bỏ và bằng nỗ lực của bản thân, anh đã xoay chuyển được tình thế tạo ra được một thương hiệu mang tên Soho New York, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu y tế, tài chính và bất động sản tại Mỹ. Sau khi cưới Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Dưới sự giúp đỡ của Trương Ngọc Ánh, anh trở thành diễn viên sáng giá trong giới giải trí Việt. Trần Bảo Sơn có cơ hội hợp tác với nhiều đạo diễn tên tuổi và các dự án điện ảnh bom tấn Việt. Hầu hết những phim Trần Bảo Sơn tham gia đều rất thành công và giành được nhiều giải thưởng trong lẫn ngoài nước. Tới năm 2003, anh thành lập công ty TB Entertainment chuyên đầu tư phim ảnh và giải trí. Hiện tại, Trần Bảo Sơn vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính của một số bộ phim. Vào năm 2008, với máu nghệ thuật sẵn trong người Trần Bảo Sơn, được đạo diễn Lưu Quỳnh mời đóng Huyền Thoại Bất Tử. Trong phim, anh đảm nhận vai kẻ phản diện đối đầu Dustin Nguyễn, và cả hai có màn kết hợp ăn ý nhận được tán thưởng của người xem lẫn giới chuyên môn. Cũng nhờ thành công của Huyền Thoại Bất Tử, Trần Bảo Sơn nhận được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009. Sau Huyền Thoại Bất Tử, anh trở nên nổi tiếng và được săn đón vô cùng. Trần Bảo Sơn liên tiếp tham gia các phim điện ảnh hát như Giao Lộ Định Mệnh, Ngôi Nhà Trong Hẻm, Những Người Con Của Làng, Đoạt Hồn, Đập Cánh Giữa Không Trung, Quyên. Trong đó, phim Ngôi Nhà Trong Hẻm đóng cùng Ngô Thành Vân được một số tờ báo Mỹ như Hollywood Reporter, Variety và New York Times. Phim thu về 2,4 tỷ đồng trong ngày đầu công chiếu. Khối tài sản khủng. Là doanh nhân thành đạt kim ngôi sao màn ảnh cho nên Trần Bảo Sơn sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Cụ thể, vào năm 2015, nam diễn viên tậu căn hộ penthouse đắt giá cao cấp bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với giá trị lên đến 200 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn sở hữu một căn nhà xa hoa ngay giữa trung tâm thành phố New York. Trần Bảo Sơn cũng có sở thích sưu tầm siêu xe, đồng thời anh còn là chủ một lao nằm ngay vị trí đắc địa của thành phố. Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là một cặp đôi vàng trong giới giải trí Việt. Cặp đôi kết hôn từ năm 2006 và có với nhau một cô con gái tên Bảo Tiên, hay còn có tên gọi khác là Devon Trần. Nhưng cuộc hôn nhân tốt đẹp này không kéo dài được quá lâu. Vào năm 2014, do bất đồng quan điểm trong cuộc sống, cả hai chính thức ly hôn. Anh thú nhận từng trải qua một vài cuộc tình sau ngày ly dị, với cả người trong giới giải trí lẫn bên ngoài. Hoài niệm về những mối quan hệ đã qua, nam diễn viên trầm ngâm bảo, chuyện tình cảm khó nói lắm và cũng phải tùy thuộc vào duyên phận. Tôi không sốt sắng hay vồ vập đối với chuyện này. Nếu gặp người tôi yêu, tôi sẽ đến với người đó, thậm chí là kết hôn. Đối với những cuộc tình ồn ào showbiz của vợ cũ, Trần Bảo Sơn không trực tiếp đưa ra nhận xét. Anh chỉ chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện tình cảm trong làng giải trí. Tôi cho rằng, với những người mình xác định tình cảm sâu đậm và gắn bó lâu dài mới nên công khai trước dư luận. Tôi không bao giờ hôm nay giới thiệu cô này, ngày mai giới thiệu cô khác. Ngày mới bên nhau, Trương Ngọc Ánh là người trực tiếp giúp đỡ Trần Bảo Sơn dấn thân trên con đường điện ảnh. Tới khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn tiếp tục hoạt động tại thị trường phim Việt, trong vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất. Song không khó để nhận ra Trương Ngọc Ánh xuất hiện đều đặn và hiệu quả hơn chồng cũ. Trần Bảo Sơn đón nhận bình phẩm này bằng thái độ hết sức điềm tĩnh, mỉm cười. Anh bảo, mỗi chúng tôi lựa chọn một con đường khác nhau. Ngoài chuyện phim ảnh,
tôi còn kinh doanh các lĩnh vực khác và công việc nào cũng khó khăn cả. Chia sẻ về cuộc sống bận rộn nhưng kín tiếng, nam diễn viên cho hay, tôi thích tiền tài và danh vọng, nhưng không có nghĩa đó là những yếu tố quan trọng nhất đời mình. Điều cốt yếu là mình có thể sống vui vẻ mỗi ngày bên người thân và gia đình, và việc cân bằng giữa công việc kinh doanh và hoạt động nghệ thuật cũng giúp cuộc sống của tôi thêm thú vị, nhiều màu sắc hơn. Mối quan hệ sau đổ vỡ của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cả hai chưa từng có những lời lẽ xấu về nhau mà luôn tôn trọng đối phương. Con gái được Trương Ngọc Ánh chăm sóc nhưng Trần Bảo Sơn cũng không quên trách nhiệm của người cha. Anh thường đưa đón con đi học, đi chơi và thi thoảng du lịch nước ngoài. Vì thế, Bảo Tiên được mệnh danh là Rich Kid của showbiz Việt khi lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, được ba mẹ yêu thương hết mực. Cô bé cũng không bao giờ đặt cho họ những câu hỏi khó xử cho cha mẹ về chuyện đổ vỡ đã qua. Khi Trương Ngọc Ánh công khai tình cảm với bạn trai anh Dũng, Trần Bảo Sơn cũng gửi lời chúc phúc đến vợ cũ. Khi Ánh tìm được hạnh phúc thì tôi lúc nào cũng mừng cho Ánh. Cũng từng là vợ chồng, dù mình không còn sống chung với người đó nữa nhưng lúc nào tôi cũng mong cô ấy hạnh phúc, anh nói. Trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn rất kín tiếng. Anh chưa từng công khai mối quan hệ với cô gái nào và bày tỏ, chuyện tình cảm khó nói lắm và cũng phải tùy thuộc vào duyên phận. Tôi không sốt sắng hay vồ vập đối với chuyện này. Nếu gặp người tôi yêu, tôi sẽ đến với người đó, thậm chí là kết hôn. Đến đầu năm 2021, Trần Bảo Sơn bất ngờ công khai hình ảnh về con gái thứ hai. Cô bé có tên Trần Bảo Khanh, tên tiếng Anh là Amber Trần, sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, dễ thương. Trên Facebook, tài khoản đăng tải những bức ảnh của con gái Trần Bảo Sơn, được cho là người vợ thứ hai bí ẩn của nam diễn viên. Trên trang cá nhân, Trần Bảo Sơn bất ngờ đăng tải hình ảnh con gái nhỏ tên Kendall Trần. Bé ra đời từ năm 2020 nhưng anh giấu kín cho đến nay mới hé lộ. Đôi khi hạnh phúc rất đơn giản. Cảm ơn trời Phật đã cho tôi hạnh phúc này với hai nàng công chúa. Nhà tôi có ba con chuột thật kỳ lạ. Trần Bảo Sơn nhâm Tý 1972, đem vườn Trần con gái của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh, Mậu Tý 2008 và Kendall Trần Canh Tý 2020. Kendall Trần có bao nhiêu đồ chơi mà cứ thích chơi với tạp chí có hình bìa của chị Đe Vườn Trần. Anh viết, nam diễn viên cho biết bé Kendall Trần chưa gặp chị gái Đe Vườn Trần, nhưng anh sẽ cho các con gặp nhau trong một dịp phù hợp. Trần Bảo Sơn không tiết lộ thông tin về mẹ của bé. Ngay khi công khai hình ảnh con gái, lập tức diễn viên giao lộ định mệnh nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Trần Bảo Sơn tâm sự anh vốn là người kín tiếng và khán giả chỉ biết anh qua phim ảnh. Nhưng lần này, anh quyết định khoe hình ảnh con gái với công chúng vì rất hạnh phúc khi được làm cha lần hai. Tôi rất vui khi có hai công chúa, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi hiện tại. Tôi có nói chuyện với Đe Vườn Trần về con gái nhỏ và sẽ lựa cơ hội đẹp nhất để cho hai chị em gặp nhau, anh chia sẻ. Nói thêm về mối quan hệ với vợ cũ Trương Ngọc Ánh, nam diễn viên cho hay, cả hai vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc con gái Đe Vườn Trần. Khi biết diễn viên Hương Ga tìm được hạnh phúc, Trần Bảo Sơn chia sẻ anh vui và mừng cho cô. Anh bày tỏ, khi Ánh tìm được hạnh phúc thì tôi lúc nào cũng mừng cho Ánh. Cũng từng là vợ chồng, dù mình không còn sống chung với người đó nữa nhưng lúc nào tôi cũng mong cô ấy hạnh phúc. Hiện tại, Trần Bảo Sơn đang hoạt động kinh doanh ở Mỹ và Việt Nam. Song song với đó, anh còn đảm nhận công việc làm diễn viên và nhà sản xuất phim nên khá bận rộn. Anh tiết lộ mình đang làm bộ phim điện ảnh Con Đường Vô Tận, dành 10 năm tâm huyết để thực hiện. Chồng cũ Trương Ngọc Ánh cho biết dự án đã hoàn thành những cảnh quay ở New York, Mỹ, nhưng khi về Việt Nam, vì tình hình dịch Covid-19 nên anh chưa thể thực hiện được. Trần Bảo Sơn chia sẻ anh sẽ cố gắng hoàn thành bộ phim trong năm này và hy vọng được khán giả ủng hộ. Trần Bảo Sơn vướng nghi án lừa tình lừa tiền, bỏ rơi con gái. Vừa qua, Trần Bảo Sơn được cho là nam diễn viên kim doanh nhân, nhà sản xuất phim, đại gia có tiếng trong lời tố của một nhóm phụ nữ trên mạng xã hội. Cụ thể trên mạng xã hội xuất hiện một bài bóc phốt có đến hơn 40 ảnh chụp màn hình kể về một nam diễn viên được cho có nhiều điểm đồng với Trần Bảo Sơn. Theo bài tố, nam diễn viên tên bác sĩ bị tố này mắc bệnh ngôi sao, sĩ diện, giàu ảo và nhiều lần lừa tình, lừa tiền các cô gái trẻ đẹp. Bài đăng này nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hiện tại, dù bị dân mạng réo tên nhưng Trần Bảo Sơn vẫn chưa lên tiếng về ồn ào trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.